Tử vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Mão là những người sống rất ngay thẳng, thật thà, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy trong cuộc sống, họ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Mão mệnh Kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú. Họ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Trong công việc, tuổi Quý Mão luôn cố gắng, phấn đấu và tập trung cao độ vào mục tiêu, kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác. Chính nhờ sự nhanh nhẹn nên dù ở độ tuổi này, tuổi Quý Mão vẫn có sự nghiệp vững vàng. Dù tìm kiếm cơ hội gây dựng lại sự nghiệp vẫn là điều có thể. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về tử vi ông bà tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Quý Mão trong nửa cuối năm. Vận trình tuổi Quý Mão trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, xem tử vi năm 2021 cho thấy đây là khoảng thời gian không có nhiều biến động đối với ông bà tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Ông bà vẫn đạt được những bước phát triển nhất định nhưng không quá rực rỡ, cũng không quá vất vả. Mà tài lộc của ông bà trong thời gian này cũng có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm thêm tiền từ các công việc đầu tư, công việc tay trái, nhưng không nhiều. Lưu ý, ông bà cần hết sức cẩn trọng khi đưa ra quyết định đầu tư, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu, bị lừa đảo tiền bạc. Ông bà nên giữ tâm lý ổn định, kẻo quá tham lam sẽ lĩnh hậu quả khôn lường. Ngoài ra, trong thời điểm này, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế, nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm, từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Quý Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, sự nghiệp và quan vận. Tử vi của ông bà tuổi Quý Mão nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng công việc của ông bà diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ. Nếu có xuất hiện, cũng sẽ bị người khác nẫm tay trên. Một lý do khác khiến con đường thăng tiến của ông bà dần hạn hẹp, đó là bởi lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút. Ông bà dần thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu, mà thay vào đó dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Quý Mão nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Bộ ba linh vật khác trên mặt đá mã não đỏ sẽ có tác dụng bổ trợ thần mệnh, kích tài, nạp phú, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất cho ông bà trong thời gian sắp tới. Đồng thời, đá mã não đỏ còn mang lại sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ cho ông bà. Thứ hai, về tài lộc tiền bạc. Thoạt nhìn trong nửa cuối năm Tân Sửu, ông bà tuổi Quý Mão có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình.
nhưng một khi bắt tay vào làm mới rất có thể khó nắm bắt. Do đó, nếu ông bà muốn làm giàu trong thời điểm là một việc tương đối khó khăn. Ngoài ra, ông bà cũng không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình. Nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, ông bà sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt trong thời điểm này, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí sẽ giúp ông bà khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt là vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho ông bà trong thời gian này. Về mặt tình cảm, gia đạo, nhân duyên khá tốt, ông bà tuổi Quý Mão có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, nếu ông bà còn đơn độc, vẫn rất khó để đến được với một ai đó, dù cố gắng mở lòng nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Với ông bà đã lập gia đình, quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi ông bà cần chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Để có thể kích hoạt tình duyên, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho ông bà trong năm 2021. Tử vi về sức khỏe. Tử vi nửa cuối năm 2021 có nói rằng ông bà tuổi Quý Mão nên cẩn thận khi sử dụng những vật dụng sắc nhọn hoặc khi vận hành máy móc để tránh những tổn thương không đáng có đối với cơ thể. Trong cuộc sống hàng ngày, ông bà cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu ông bà quá nóng nảy, mâu thuẫn, xích mích với người khác, thậm chí đến mức động chân, động tay thì ông bà sẽ trở thành người bị tổn thương. Để hóa giải những hung tin, vận xấu, thầy phong thủy khuyên ông bà Quý Mão hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, bảo vệ và che chở ông bà trong năm 2021. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh cho ông bà tuổi Quý Mão, dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Quý Mão trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, ông bà tuổi Quý Mão không gặp phải vấn đề gì lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chất lượng công việc dần dần được cải thiện, ông bà đã giải quyết các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn, khúc mắc như trước. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi bởi ông bà quen được thêm nhiều đối tác, bạn hàng. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của ông bà tuổi Quý Mão trong tháng này lại không được lý tưởng. Có thể ông bà đang quá tập trung vào sự nghiệp nên cố tình làm lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này, ông bà tuổi Quý Mão không gặp phải biến cố gì quá lớn, nhưng nếu muốn đạt đến sự thăng tiến trong sự nghiệp, thì tương lai đối với ông bà tương đối khó khăn. Bởi ông bà ít gặp được cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân mình và thường phải khắc phục vấn đề bất ngờ xuất hiện hơn là nhận những nhiệm vụ mới mang tính thách thức. Ông bà có thể dành khoảng thời gian này để tạm thời thả lỏng bản thân, tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của mình. Ông bà không cần thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của ông bà tuổi Quý Mão có những chuyển biến rất tích cực trong tháng 9 âm lịch. Ông bà sẽ luôn cảm thấy khỏe khoắn và tràn trề tinh thần phấn đấu mỗi khi bắt tay vào công việc. Ngoài ra, việc ham thích giao lưu, vận động cũng giúp ông bà kết giao được với nhiều bạn bè, nhiều đối tượng triển vọng trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Cộng thêm các tin phù trợ, công việc của ông bà có những bước tiến đều đặn. Chỉ cần cố gắng phấn đấu là ắt gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp của ông bà tuổi Quý Mão không có nhiều bước phát triển nổi bật trong tháng này. Chủ yếu là vì ông bà thường xuyên lơ là, thiếu tập trung,
nên dễ mắc những lỗi đáng tiếc. Chuyện kiếm tiền cũng không thật sự thuận lợi trong tháng này. Ông bà cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn. Nếu không, dễ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của ông bà tuổi Quý Mão trong tháng 11 âm lịch cũng không được lý tưởng, nhất là về tài lộc. Thời gian này, ông bà sẽ không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó thì các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng. Cho nên, ông bà cần chú ý chi tiêu có kế hoạch, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng chạp, vận thế của ông bà tuổi Quý Mão có dấu hiệu đi lên, mà dễ thấy nhất là trên phương diện tài lộc. Cả năm qua, ông bà đã làm việc vất vả, và đây chính là lúc ông bà được tận hưởng thành quả của mình. Thời gian này, một số ông bà trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh cũng có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc buôn bán, kiếm lãi gấp bội vào thời điểm cuối năm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà Quý Mão trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Quý Mão. Trong 6 tháng cuối năm, ông bà được phúc tinh Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương như ánh mặt trời mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, có cơ hội thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Tuy nhiên, ông lại gặp phải hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc không được tốt. Đối với bà tuổi Quý Mão thì kém may mắn khi bị hung tinh thổ tú chiếu mệnh, bởi hung tinh này thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, mang tiếng thị phi, có kẻ ném đá xấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Không như vậy, bà còn gặp hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bà tuổi Quý Mão cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Bà cũng cần chú ý nhiều trong công việc làm ăn để tránh kiện tụng, ra ngoài tránh cãi vã, đánh nhau, việc không đáng có. Thứ hai, nội dung các nhân vật sau tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà sao Lưu Hà và Tăng Môn gây bất lợi cho sức khỏe, gia đình có tam chế, đề phòng nạn sông nước. Cùng tam hợp có các sao Thiên Mã, Đại Hào, Tuế Phá, Điếu Khách, báo hiệu một thời gian dài, dịch chuyển nhiều, vất vả, có dấu hiệu hao tài, gia đình có chuyện không vui. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các tinh lộc tồn, hàn trì, giải thần, phượng tác tốt cho nhân duyên và tài lộc. Nhưng hung tinh phì liêm, bạch hổ liên quan gây hại sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ phải động chạm dao kéo để đề phòng tai nạn bất ngờ phải động chạm dao kéo hoặc họa thị phi, quan tụ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về tử vi, vận trình của quý anh chị. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.